vị khách đến sớm. Ngày mai là tiết Thanh Minh rồi. Từ đầu xuân đến giờ tôi bận rộn suốt, không hề được nghỉ ngơi, mệt đến khí lực chẳng còn. Hồi chiều, lúc giảng pháp cho chư Phật hữu, tôi đuối đến nói không ra hơi. Quả thật, tôi rất thèm có thời gian được nghỉ, nhưng ước mơ này xem ra cũng khó với tới. Khuya nay ngủ không được, tôi quyết định thức dậy tụng khóa sớm. Như mọi lần, tôi kéo rèm, mở cửa sổ ra. Vừa nhìn bên ngoài thì bủn rủn hết hồn. Tuy còn khuya, nhưng bầu trời ở Đông Bắc tương đối sáng tỏ hơn thành thị. Do tôi chưa chuẩn bị tinh thần, bỗng thấy trước mặt mình hiện sừng sững một nữ quỷ tóc xõa dài, hai chân cách đất, không nhìn rõ mặt mày vì tóc đã che phủ hết. Nếu như chuyện bình thường thì tôi không sợ, nhưng hôm nay do chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tôi hoảng hốt và kinh ngạc đến há hốc miệng ra. Tự trấn tĩnh một lúc, tôi hỏi thần hộ giới việc này là thế nào. Họ nói với tôi, cô gái này thường đến đây cũng khá lâu rồi, không ngờ hôm nay bị phát hiện, có lẽ cô cùng người có duyên đó. Do chúng tôi hàng ngày luôn tụng kinh hồi hướng cho chúng sinh, nên có thể là nữ quỷ này đến để nghe buổi tụng khóa sớm chăng. Thần bảo tôi, nếu muốn giao lưu với nữ quỷ này, xin người hãy định tĩnh, dùng tâm trò chuyện với cô ta. Thế là tôi liền định tĩnh, nhắm mắt lại, dùng tâm để giao cảm. Tôi hỏi nữ quỷ bằng tư tưởng, vì sao cô hiện hình nhát tôi? Tôi vừa mới hỏi thì nữ quỷ bật khóc. Tôi không hiểu gì, cũng chẳng biết làm sao để cô ngưng khóc, liền đưa tay sờ vào cô định vỗ về. Bởi vì tôi chưa bao giờ dùng tay chạm qua chúng sinh cõi quỷ, nên bây giờ vừa sờ vào phát hiện cảm giác trống rỗng như hư vô. Tôi rất ngạc nhiên và ngơ ngẩn, không biết làm sao an ủi cô. Nhìn thái độ chân hững của tôi, nữ quỷ bắt tức cười lên tiếng, tôi biết người tên gì, cũng biết người luôn tụng kinh cầu cho tất cả chúng sinh. Tôi nghe kinh đã được một tháng rồi, hôm nay có ý muốn đến sớm một chút, nào ngờ bị người thức dậy quá sớm và phát hiện. Người mệt như thế mà hằng ngày còn bỏ công để tụng kinh cầu cho chúng tôi, thật rất cảm tạ. Ngừng một lát, nữ quỷ lại bảo tôi, xin người hãy niệm Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai, thì lập tức hình dạng tôi sẽ chuyển tốt, không làm người sợ nữa. Bởi tôi e hình dáng quỷ của mình sẽ gieo kinh hãi, cho nên mới cố tình cho tóc xõa dài che kín mặt. Cũng xin người hãy giữ khoảng cách xa tôi một chút, vì loài chúng tôi âm khí rất nặng, sẽ làm tổn hại đến người. Đó là điều tôi hoàn toàn không muốn. Tôi liền làm theo lời nữ quỷ yêu cầu, chắp tay chí thành niệm Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai 10 lần. Kỳ tích xuất hiện, nữ quỷ liền biến thành xinh đẹp, đầu tóc vén lên gọn gàng, khiến tôi có thể nhìn rõ mặt cô ta. Trông cô rất khả ái. Nữ quỷ xin tôi sau này hãy niệm nhiều danh Phật cho, vì rất có ích cho chúng sinh. Tiếp đến, cô kể tôi nghe, cô là người sinh ra ở địa phương này, năm 19 tuổi nhảy lầu chết. Cô kể, mình hiện là oan hồn cô độc, do tôi tự tử nên không được đầu thai, phải ở nơi cõi âm thọ khổ, làm quỷ phiêu bạt bất vững trong dân gian. Tôi hỏi, vì sao cô chẳng đọa địa ngục? Cô đáp, ác nghiệp của tôi chưa đáng phải vào địa ngục. Nhưng dù tôi không xuống địa ngục, thì những khổ hình phải nếm qua cũng không khác địa ngục là bao. Bởi vì hằng ngày cứ đúng giờ khắc, tôi đã tự sát chết như thế nào, thì phải tái diễn lại y hệt vậy. Nghĩa là tôi phải tiếp tục đứng trên lầu nhảy xuống tự tử, nếm lại cảm giác dông thân đau đớn tột cùng. Tôi đã phải diễn cảnh nhảy lầu này suốt 10 năm rồi, ngày nào cũng phải tái hiện cảnh tự tử như thế. Khổ không thể tả, chưa kể kiếp quỷ bất như ý, dứt dưỡng đối khác, khổ hơn làm người ức vạn lần. Nếu biết như vậy, tôi đã không tự tử làm chi. Nữ quỷ kể, 10 năm trước,
Sau khi cha mẹ cô ly hôn, tòa phán quyết cô về ở với mẹ. Nhưng mẹ cô tục huyền, thành ra cô có cha ghẻ. Sau đó vì ông cha ghẻ đồi bại này cưỡng hiếp cô, cô mét lại với mẹ ruột. Nhưng bà chẳng những không tin mà còn đuổi cô ra khỏi nhà. Thế là cô phẫn uất, đứng từ trên lầu nhà mình nhảy xuống tự sát. Cô còn nói rõ địa chỉ nơi nhà cô ở, bảo rằng nếu không tin thì tôi có thể điều tra kiểm chứng. Cô nói: chẳng phải nhà đồ đệ người ở gần nhà tôi hay sao? Vì cách nhà mẹ tôi chỉ có 11 căn. Chiều đó tôi có phái đồ đệ đi điều tra sự tình, đúng là đã tìm ra nhà mẹ nữ quỷ. Khi hỏi thăm, láng giềng cũng xác nhận là thật có việc này. Nữ quỷ lại kể cho tôi nghe cô đã báo thù mẹ và cha ghẻ, làm cho cha ghẻ bị mắc bệnh ung bú ác tính, còn mẹ cô phải ly hôn. Cô vừa kể vừa khóc, than rằng vì sao cô báo mộng cho mẹ, xin bà tụng kinh cho cô, nhưng bà lại chẳng tin. Cô bảo tôi cô làm cho mẹ bị giả quỷ hành hạ, thân thể không an, ngày đêm khốn đốn. Cô muốn mẹ tin nhân quả, sám hối những tội lỗi bản thân bà đã làm để tương lai thoát khổ. Tôi cảm động vì cô tín nhiệm tôi, cảm tạ cô cho tôi biết sự thật. Tôi rất não lòng vì thấy cô quá đáng thương. Mới 19 tuổi đầu mà sao cô quá khổ như vậy? Tôi khuyên cô hãy buông bỏ oán hận và hứa sẽ sai đồ đệ đến tìm mẹ cô. Tôi giải thích hiện tại sức khỏe tôi không tốt nên tôi muốn ở nhà nghỉ dưỡng. Tôi sẽ nhờ đồ đệ liên lạc mẹ cô, bởi vì chúng tôi chưa từng quen biết bà. Nếu kể rõ mọi chuyện về tình cảnh và tâm nguyện của cô, nhất định mẹ cô sẽ hiểu và tin, minh bạch nhân quả. Cô nghe xong rất mừng, còn khoe rằng cô nghe tôi tụng kinh Địa Tạng đã 1 tháng rồi. Khoảng 6 tháng nữa cô sẽ được sinh về cõi trời, đến một nơi rất tuyệt mỹ. Cô còn nói người thế gian hiện tại ngu giống y như tôi hồi xưa vậy. Tuy được mang thân người, nhưng đa số bọn chúng thấy đều không biết trân quý. Vì vậy người nhất định phải viết ra, tả rõ về nỗi khổ của tôi cho mọi người biết, khuyên họ không nên tự tử. Phải hiểu rằng quả báo tự sát rất đáng sợ, rất thống khổ, chẳng thể tưởng tượng nổi đâu. Được mang thân người là rất quý hiếm mà không biết. Nếu cứ mê bụi phụ bỏ thân người rồi sa vào cõi quỷ thì sẽ khổ vạn bội. Thống khổ này không kể xiết. Bây giờ có người và chư vị khác tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho các oan hồn cô quỷ, nên tôi còn phúc duyên may mắn đến nghe mà tương lai được thăng thiên. Nói xong, cô nói với tôi, gà gáy rồi, cô phải đi ngay, vì cô không thể nhìn thấy mặt trời. Nữ quỷ đi rồi, tâm tư của tôi trở nên nặng nề. Tôi thầm nghĩ, người thời nay chỉ tin vào những gì mắt họ nhìn thấy, hoàn toàn chẳng biết bệnh trên thân mình là do quan gia trái chủ tìm đến trả thù, báo oán. Người ta ngày ngày vào bệnh viện mà chẳng biết ở nhà nên tụng kinh, phóng sinh, sám hối, thành tâm ăn năn, lo tịnh hóa thân khẩu ý, phục thiện để cứu chuộc các tội đã làm. Mà dù họ chịu thực hành đi nữa, nhưng chỉ cần tụng vài biến kinh chưa thấy có hiệu quả thì đã vội kết luận là Phật gạt lừa người, rồi vứt hết công phu. Tại sao bọn họ không chịu nghĩ đến bản thân mình nhiều đời nhiều kiếp đã từng tạo biết bao nhiêu tội nghiệp chứ? Con người thối thường, làm gì cũng muốn thu vào, không chịu cho ra. Hiện tại tôi rất đuối mệt về chuyện giao tiếp, bởi tính tôi hay nói thẳng, dễ đắc tội với nhiều người. Nhưng các bạn có biết chăng, hiện nay người nói lời thật không có nhiều đâu. Tôi viết như vậy không có ý gì khác, chỉ muốn nói rằng những lời xây dựng giúp bạn hoàn thiện phẩm hạnh thì nên chịu khó lắng nghe, tiếp thu. Ngày mai là tiết Thanh Minh rồi, người ta sẽ đốt vàng mã bên đường rất nhiều, nhưng tôi không thấy vui chút nào. Các bạn biết vì sao không? Bởi tôi nghĩ thay vì đốt vàng mã,
các bạn nên tụng nhiều bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho người đã khuất, thì tổ tiên và thân nhân các bạn sẽ được nhiều lợi ích. Nếu có thể tu sửa bản thân, ăn chay, hành thiện, phóng sinh, bố thí, tụng kinh, đem công đức đó hồi hướng cho quyến thuộc nhiều đời tiêu nghiệp, siêu bạc toàn bộ thân nhân đã khuất, thì đây mới là đại hiếu chân chính. Đang viết đến đây thì chợt nghe ông lão dưới lầu qua đời, con cái báo hiếu bằng cách mướn nguyên đồ nhạc, cho đàn trống rùm beng, diễn tấu sùm, có đủ các khúc ca cổ lẫn ca tân, mang tôi bỗng ướt đẫm. Trời ạ, à, đến bao giờ người ta mới hiểu và chịu thực hành hiểu đạo chân chính đây? Ngó bộ hôm nay đội hòa nhạc đang hòa tấu ầm ĩ kia sẽ quấy rầy tôi và cả khu phố này suốt đêm. Chân ngữ. Lời người dịch. Trước đây khi nghe Ngài tuyên hóa giảng là những người tự tử chết đi rồi, ngày nào cũng phải diễn lại cảnh tự sát của mình, tôi hoài nghi không tin. Nhưng bây giờ câu chuyện này đã khiến tôi phải suy gẫm. Thêm nữa, Kinh Phật nói rằng danh hiệu Phật có uy lực thù thắng vi diệu vô cùng, do công đức tu tập hoàn hảo và đại nguyện của các ngài chiêu cảm nên. Chúng ta ở cõi người, có muốn kiểm chứng thì cũng là kinh nghiệm cá nhân tự biết, do không phổ cập nên ít người hiểu rõ. Khi dịch câu chuyện tới chỗ nữ quỷ yêu cầu niệm Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai là một trong bảy vị Phật được nêu danh xưng niệm trong bài Thí Thực Cúng Vong, thì nhan diện cô lập tức chuyển tốt, chứng tỏ cổ đức khi biên soạn bài kinh này đã hiểu sự huyền diệu của các thánh danh. Ở cõi người chúng ta không thấy biến hình rõ rệt và nhanh như cõi quỷ, nghĩa là khi các pháp hội lễ sám được tổ chức, các chúng sinh vô hình đến nghe kinh phát tâm hoan hỷ thiện lành, nhờ đó mà sắc thân chuyển tốt. Nếu là quỷ đói thì được no đủ, thậm chí còn được chuyển sinh sang thiện cảnh ngay, nhờ chuyển ác tâm thành thiện tâm. Do đó mà chư thánh xưa từng tổ chức lập đàn tràng sám pháp cầu cho người dương kẻ âm trên bờ dưới nước. Nhưng để người cầu cho vẫn không bằng tự tu. Kinh cũng giải thích, nếu nhờ người cầu hay tạo phúc cho thì người thực hành sẽ hưởng phúc 6 phần, còn kẻ được hồi hướng chỉ hưởng được 1 phần. Và các kinh điển luôn nhắc bản thân mỗi người nên tự tu để hưởng trọn thành quả công phu. Kinh Địa Tạng được xác nhận là một bộ kinh tiêu tội tiêu nghiệp, tăng công đức rất nhanh nhờ uy lực đại nguyện của Ngài Địa Tạng. Nhưng đã có người bị bệnh nan y, lo phóng sinh, hành thiện, tụng đến 108 bộ mà vẫn không có kết quả. Khi họ hỏi, Quả Khanh giải thích là do người tụng còn ăn mặn, vì vậy người ăn mặn tụng sẽ không linh. Phải cử ngũ tân, ăn chay trì giới, giữ thân khẩu ý thanh tịnh và định tâm chuyên nhất mà tụng sẽ thấy hiệu quả rất nhanh. Việc này xin để độc giả tự thực nghiệm kiểm chứng. Tự tử đi về đâu? Tôi là một cư sĩ ăn chay trường, giữ ngũ giới của Phật. Tôi rất ngưỡng mộ lời khuyên địa ngục chẳng trống, thề chưa thành Phật của Bồ Tát Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng phẩm đầu tiên, kể thánh nữ sau khi niệm Phật một ngày đêm, liền thấy mình xuống địa ngục, biết được chỗ mẹ thác sinh. Tôi rất thích và cảm thấy thật an ủi khi đọc đoạn kinh. Nếu người có thể trong 21 ngày nhất tâm chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và niệm danh hiệu của Ngài đủ 1 vạn biến, thì sẽ được Bồ Tát hiện thân vô biên, nói cho người đó cõi giới mà quyến thuộc của họ đã sanh về, hoặc trong giấc mộng, Bồ Tát hiện đại thần lực đích thân dắt người đó đến các thế giới để gặp quyến thuộc của mình. Mỗi khi xem báo đài, thấy đăng tin người tự tử nhan nhản, tôi buồn vô hạn. Vì vậy, tôi rất khát khao muốn biết những người tự tử sau khi chết rồi sẽ đi về đâu. Trong kinh Địa Tạng phẩm 12 có ghi,
những người được nghe danh và thấy hình tượng Bồ Tát Địa Tạng rồi chí tâm quy y, có thể mỗi ngày niệm danh hiệu Bồ Tát ngàn biến, luôn đến ngàn ngày, thì điều nguyện cầu của các thiện nam, thiện nữ đó sẽ chống được thành tựu, vĩnh viễn không bị chướng ngại. Vì vậy tôi đã thực hiện rất nhiều, nhiều hơn lời trong kinh dạy, nghĩa là trường kỳ tụng niệm, lo tu sửa từng tâm niệm và thiết tha lễ bái Bồ Tát Địa Tạng suốt một thời gian dài, chỉ nguyện một điều, xin cho con khai mở trí tuệ, được nhìn và hiểu thấu suốt, biết rõ người tự tử sẽ đi về đâu. Cuối cùng thì ước nguyện này cũng đạt thành. Trong mơ tôi thực sự được đi đến cõi mà người tự tử trú ngụ và minh bạch hết mọi vấn đề. Trong kinh Phật tả có 6 cõi: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì vậy tôi tả về cõi quỷ, hy vọng bạn không ngạc nhiên. Cũng có một số ít người trực tiếp thấy, nhưng phần đông người ta không thấy. Song những người gần nhất, khí lực suy, tinh thần yếu, cũng rất dễ nhìn thấy người bên cõi âm. Bây giờ mời chư pháp hữu hãy xem để cùng chia sẻ kinh nghiệm quý báu này với tôi. Cõi âm khí rất lạnh, vì vậy khi tiếp xúc hay tham quan cõi âm rất cần có định lực mạnh, thệ nguyện lớn, tinh thần trong sáng. Cõi quỷ cũng rộng lớn vô biên, được phân thành nhiều khu vực. Bạn đừng cho rằng tự sát là hết khổ, mà chính là mở màn cho thống khổ ngút trời. Cho dù vì tình, vì thiếu nợ, vì đủ lý do vân vân mà bạn muốn nhảy lầu, nhảy sông, uống thuốc độc, cắt mạch máu, cứa cổ, treo cổ, vân vân, khởi niệm tự tử đủ cách, đủ kiểu. Nhưng hễ là tự sát thì sau khi chết rồi, những thống khổ phải nhận lãnh càng thê thảm hơn. Người tự sát chết rồi, linh thức lập tức bị giam cầm, chìm trong khốn khổ triền biên. Phải biết tự tử có 3 tội nặng: 1. Bất hiếu với song thân; 2. Tự hủy hại hình hài, phụ phúc báo hy hữu được làm người, không biết quý trọng mạng sống; 3. Ngu si vô tri. Thân ta là do cha mẹ sinh, sống đã không tận hiếu báo ân cho cha mẹ, không làm việc ích đời lợi người, lại ngu muội tự hủy hoại, giết thân mình. Đây là tội cực kỳ nặng. Phải biết thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Kiếp này bạn được mang thân người, sao lại khinh thường hủy hoại? Do lỗi phụ bỏ thân người nên bạn sẽ rất khó có được thân người lại. Tự tử là quá ngu si vậy đó. Thí như bạn bị thiếu nợ nên chọn tự tử, thì phải hiểu là đời này nợ chưa trả xong thì sao vẫn phải trả nhiều hơn. Hiện tại còn gánh thêm đại tội tự tử nữa, đây gọi là khổ chồng khổ. Phải biết người tự sát chết rồi sẽ lãnh khổ báo rất thảm. Những người tự tử sau khi chết rồi sẽ không ngừng diễn lại động tác tự sát đó. Thí như anh A vào 2 giờ chiều nhảy lầu tự tử. Sau khi chết đi, linh thức của anh sẽ bị giam cầm thọ khổ và cứ lanh quanh ở vùng mình tự sát. Hàng ngày hãy đến đúng giờ khắc đã tự tử thì anh sẽ trở lại đúng địa điểm ngồi lầu đó mà diễn cảnh tự sát một lần. Ngày nào cũng phải diễn như vậy, diễn mãi động tác hủy thân đó cho đến khi tuổi thọ hết. Ví như tuổi thọ của anh được định là sống tới 70, nhưng vào năm 40 anh tự tử, thì sau khi chết rồi, ngày nào anh cũng phải diễn lại cảnh tự sát này. Có nghĩa là anh phải nhảy lầu suốt 30 năm cho đến lúc dương thọ tận. Hơn nữa, hàng ngày những tư tưởng cực kỳ thống khổ của giây phút tự sát cộng thêm đau đớn trên thân cũng đồng loạt tái hiện lại, hoàn toàn giống y. Nghĩa là mỗi ngày anh phải tái lập và thể nghiệm thảm cảnh tự sát một lần. Ngoài thời gian này thì anh bị nhốt tại khu phạm nhân tự sát để thọ hình phạt. Trong khu vong tự sát trú ngụ này phi thường u ám, rất ẩm ướt và hôi thối. Trong đây tâm ai cũng ôm đầy oán hận, tiếng rên khóc bi thương, thở than không ngừng. Nơi này không có nhà hay giường, không truyền hình, yến tiệc, không thức ăn vân vân, gì cũng đều không tức, chỉ có thống khổ và khóc lóc mà thôi. Tôi tiến đến một phòng giam, bên trong chứa đầy vong tự sát, oán khí xung thiên, phi thường khó chịu, nhìn mặt người nào cũng rất thương tâm. Tôi bước đến gần một vong tự sát, thấy toàn thân anh ướt mẹp, mắt lởm sâu. Tôi chào. Bạn ổn không? Anh ghi đầu dòm tôi, rồi hỏi. Người là ai? Tôi là người bình thường, phát nguyện đến cõi âm, để biết những người tự sát chết rồi, cảnh giới của họ sẽ ra sao.
Anh ta nói: Cần chi phải hỏi, nhìn là đủ biết tôi quá thống khổ rồi. Tôi không biết nói sao để diễn tả tâm tình hiện tại của mình. Chỉ có thể nói là tôi khổ, rất khổ, khổ dữ lắm. Tôi lại hỏi: vì sao thân của anh bị ướt hết vậy? Do nhảy sông tự tử. Tôi lại hỏi thêm: nhưng tại sao anh tự sát? Tôi không muốn kể ra đâu, đừng có hỏi nữa. Tôi bước đến chỗ khác, thấy trước mặt mình là một nữ nhân, liền hỏi: Nè, vì sao bạn lại ở nơi này? Chị ta gian nài, mong tôi giúp cho chị ta tìm một đứa bé. Chị ta cầu xin tôi rối rít. Tôi hỏi: Con của chị ư? Dạ đúng vậy, tôi cho con gái tự sát theo mình, nhưng giờ không biết bé đi đâu. Bởi sau khi tự sát xong thì tôi liền bị áp giải vào đây, còn đứa con không thể tìm ra bóng dáng nó. Tôi rất đau khổ. Con gái chị hiện được ở một khu vực khác, chờ đi đầu thai. Bởi vì chị tự ý đoạn mạng con trẻ, hoàn toàn không có sự đồng ý của nó, nên tội của chị rất là nặng. Do con chỉ còn bé, ngây thơ, chưa biết gì, nên không bị tính vào tội tự sát. Vì vậy mà nó được đưa đến nơi khác. Vậy sao? Không ai cho tôi biết điều này. Tôi gian cầu ngài, xin ngài dẫn tôi đi gặp nó, có được không ngài? Tôi không thể dẫn chị đi. Chị đây là cõi âm, có quy luật riêng của cõi âm. Chị nhất định phải chịu quả báo tự sát tại đây, và đó là luật. Chị ta khóc thảm thiết. Tôi đi tiếp một quãng, băng qua một gọn núi, thì đến một nơi khác. Trong đây là một khu đặc biệt giam những vong tự sát khác nữa. Tôi gặp một người đàn ông nơi bụng có đường tét dài và sâu, máu me ràn rụa. Tôi hỏi: Tiên sinh, bụng ông sao vậy? Đây là vết thương do tôi dùng dao rạch bụng mình, vì vợ tôi ngoại tình theo trai, nên tôi rất hận bả. Ban đầu thì tôi giết bả, sau đó tôi mới tự sát. Tôi chết rồi á thì bị nhốt tại đây, hằng ngày đều phải về lại nhà tái diễn lại cảnh tự sát. Tôi đau đớn và khổ lắm, khổ hết chỗ nói luôn. Ôi, lại là tình yêu. Tiên sinh ơi, tự sát là tội rất nặng, ông có thể niệm Phật không? Rồi tôi dạy ông niệm Phật Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát và bảo: Ông nhất định phải niệm, sẽ giảm nhẹ tội báo. Còn nữa, ông phải sám hối, vì giết người là quá sai. Do ông đã giết người lại còn tự sát, tội càng nặng hơn. Xin hãy nghe tôi khuyên, nhất định phải ráng niệm Phật nha. Chỉ thấy ông ta gật gật đầu, không nói gì. Trước mắt tôi lại hiện tượng vong linh, lòng đầy hận oán rất đáng sợ. Có vong toàn thân, đầy máu, tuôn chảy không ngừng. Tận mắt chứng kiến những cảnh này rồi, tôi kinh hãi vô cùng. Người thế gian đa số cho rằng tự tử là chấm dứt mọi thống khổ. Họ không biết rằng tự sát chính là mở màn cho thống khổ ngoài sức tưởng tượng bắt đầu. Thật quá ngu khờ dại dột, hèn chi mà thường nghe kể những nơi có người tự tử hay xảy ra cảnh vong náo dù không thấy họ. Bởi vì nếu như nhà, phòng nào đó trước đây từng có người tự tử qua thì vong linh tự sát ngày nào cũng phải về diễn lại động tác tự tử này. Thế nên nếu phòng nhà đó không có quỷ náo thì mới là chuyện lạ. Vì vậy mà ta thường nghe kể chỗ người tự tử thường hay có tiếng khóc rên rỉ, dù không thấy người, đó là do vong tự sát phải về diễn lại cảnh tự tử, bị chìm trong tâm niệm bị thương lúc hủy thân. Phần tôi, dù nương nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng Vương được chứng kiến cõi âm, nhưng thú thật, nếu như tôi phải đến ngủ ở nhà hay phòng có người tự sát, chắc chắn tôi sẽ rất khổ tâm. Vì sao ư? Vì hàng ngày mắt tôi luôn thấy rõ cảnh quỷ sẽ diễn lại màn tự sát, lại còn nhìn rõ thảm cảnh họ chết ra sao, thế thì làm sao mà an ổn thư thái được? Giáo lý Phật có những bản kinh siêu độ rất hay và kỳ diệu, song bạn không thể ỷ lại vào ai đó cầu siêu cho mình trong khi bản thân mình không chịu tu. Nếu tâm bạn vẫn đầy ác ý, tà độc thì vô phương cứu. Vì cảnh sẽ tương ưng với tâm, tâm tốt, chiêu cảnh tốt. Siêu độ là giúp cho bạn phát tiền tâm, biết ăn năn sửa sai. Bạn cần phải tự hoàn thiện bản thân trong lúc sống, đừng ỷ lại vào người mới là tốt thật. Trong kiếp nhân sinh, ai sống mà không có não phiền, không có khổ đau? Người giữ thân khẩu ý thiện lành thì tâm sẽ hằng an vui. Khổ là do bởi mình từng gieo rắc nhân ác, khi trả thì phải trả quá ác, phải bồi đền nợ cũ thì đâu ai thoải mái dễ chịu.
ngàn vạn lần xin bạn không nên khởi niệm tự sát. Phải hiểu, tự sát không giải quyết được vấn đề, chết rồi càng thống khổ hơn. Nếu cho rằng sống ở trên thế gian là khổ, nhưng bạn không hề biết kẻ chết vì tự sát sẽ bị nhốt ở khu vực chứa vong tự sát. Người ngu si cứ tưởng chết là hết, là vui hết muộn phiền, chấm dứt mọi sầu lo, hoàn toàn không biết rằng sau khi tự sát rồi thì thống khổ mới bắt đầu ập đến, cường độ mãnh liệt gấp vạn bội lần cái khổ lúc còn sống. Còn nữa, sao không biết xót thương tội cho thân quyến bạn sẽ buồn đau biết bao trước hành vi ngu muội này của bạn. Bạn không nên đẩy mình vào tuyệt lộ. Người tự sát sau khi chết và thọ xong quả báo tự sát rồi thì phải đi đến các địa ngục lớn nhỏ thọ hình tiếp, y như trong kinh Địa Tạng từng mô tả, cho đến khi nghiệp tận họ mới có thể thoát ra và đầu thai. Nhưng sinh vào đâu, việc này còn tùy thuộc vào nghiệp tạo của họ. Phật tử Thiếu Hoa. Lời người dịch. Tôi đã đắn đo cân nhắc rất nhiều, cuối cùng thì quyết định dịch bài này, mong có thể cảnh tỉnh những người muốn tự sát. Trong cuộc sống, cho dù khổ đến tột cùng hay tuyệt vọng đến mấy, xin bạn đừng bao giờ có ý muốn tự tử. Vì khổ hiện tại không chịu được thì cái khổ sau khi chết còn khốc liệt hơn. Xin nhớ, tự tử không phải là kết thúc khổ đau, mà là mở màn cho thống khổ bất tận. Bởi sống trong đời này, ai cũng có khổ đau, chứ không riêng gì bạn. Thậm chí có những thống khổ còn tày đình hơn, nhưng có người vẫn không trốn chạy mà chấp nhận đối diện, can đảm bước qua để trưởng thành và lớn mạnh. Bởi vực thẳm là nấc thang cho bậc anh tài. Thân ta dù chết nhưng tâm vẫn hoạt động. Giết mình cũng là mang tội sát sinh, phạm vào tội thập ác không được đầu thai. Thân xác có chết thì cảm giác lạnh, nóng, đói khát, uất phiền vẫn còn đeo theo, không ngừng hành hạ tâm thức. Tâm bạn nếu nhiều ác niệm thì chết phải sa đọa đi xuống. Tâm bạn nếu đầy từ ái thiện lành thì chết sẽ thăng lên cao. Giống như khi bạn vừa bố thí, phóng sinh hoặc làm việc tốt giúp ai xong, đêm về sẽ ngủ rất ngon, tâm tư lâng lâng hạnh phúc. Đó là cảnh giới của tâm thiện lành. Vì vậy, những kẻ cướp của giết người, những kẻ làm toàn việc ác, chắc chắn giấc ngủ không bao giờ yên và luôn gặp ác mộng, dù luật pháp chưa trừng trị. Khi khởi ý muốn tự tử, bạn đừng để niệm này khởi tiếp. Đừng ôm mãi niềm sầu đau vô ích, vì nó sẽ xúi bạn hành động dại dột. Hãy cố gắng lèo lái tâm nghĩ lành, trong sáng. Thật ra không có tuyệt lộ hay đường cùng, chỉ có tâm bạn tưởng là vậy mà thôi. Gieo nhân ngọt sẽ hưởng quả ngọt. Vì vậy, lối thoát ở chính nơi tâm của bạn, chứ không thuộc về người hay ngoại cảnh. Hãy tự mở đường thoát và không nên vì mình và bế tắc. Khổ vui do mình tạo, muốn được vui thì phải dứt ác hành thiện, hằng luôn giữ thân khẩu ý thiện lành. Vì tâm bạn thiện được bao nhiêu thì bạn sẽ hưởng an vui bấy nhiêu. Ở đây không lý luận để đối chất, muốn biết đúng sai thì chỉ có thực hành, thể nghiệm và tự rút ra đáp án cho chính mình.
Ami Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.